Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân thành phố do Trưởng ban đô thị Hội đồng nhân dân thành phố chiều nay tiếp tục các buổi làm việc với phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê về thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2021 và triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại địa phương. Theo báo cáo của phường Vĩnh Trung, sau 3 tháng thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, việc sắp xếp bố trí các chức danh cán bộ công chức ở phường phù hợp với vị trí việc làm, năng lực chuyên môn, bộ máy đi vào hoạt động ổn định thông suốt, chất lượng phục vụ người dân tốt hơn. Qua buổi giám sát, phường Vĩnh Trung kiến nghị thành phố có hướng dẫn cụ thể để ban nhân dân phường thực hiện công tác quản lý thu chi một cách đồng bộ, nhất quán. Đề nghị trung ương giao bổ sung biên chế công chức đối với khối đảng, đoàn thể, đề xuất danh sách tiền lương đối với người hoạt động không chuyên trách. Trong 9 tháng qua, tình hình thực hiện nhiệm vụ của phường bị ảnh hưởng khá nhiều do dịch bệnh COVID-19. Tổng thu ngân sách nhà nước trong 9 tháng mới đạt 65% kế hoạch.